Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 115. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, bèn là đáng về danh Ngài. Vì sao các ngoại bang nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời, phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi Israel, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi nhà A-rôn, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi, Ngài sẽ ban phước cho nhà Israel, cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước Ngài cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, đã ban phước cho các ngươi. Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người. Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Hallelujah. Thư của Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài, đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng
và có sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, là soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chương 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vậy anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai, lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Chương 3. Salomon kết thân với Pharaoh vua Egypto, cưới con gái người, rước nàng về thành David, đợi xây cất xong cung điện riêng mình, đền của Đức Giê-hô-va và tường thành chung quanh Jerusalem.
dân sự hãy còn dâng của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bấy giờ chưa có xây cất đền nào cho danh Đức Giê-hô-va. Salomon kính mến Đức Giê-hô-va và đi theo các luật lệ của David cha mình, song người dân của lễ và sông hương tại trên nơi cao. Vua đi đến Gabaôn đặng dân của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất. Trên bàn thờ đó, Salomon dâng 1.000 con sinh làm của lễ thiêu. Tại Gabaôn lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chim bao và phán với người rằng: "Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi." Salomon thưa rằng: "Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi, theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế David là cha tôi, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số không thể đếm được. Vậy xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ. Vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?" Lời của Salomon đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: "Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến nỗi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại, nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm." Bây giờ Salomon thức dậy, thấy là một điềm chim bao. Người trở về Jerusalem, đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân, và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Bây giờ có hai con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói: "Chúa tôi ơi, người đàn bà này và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó. Sau 3 ngày, người này cũng đẻ. Chúng tôi ở chung nhau, chẳng một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà, chỉ có hai chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya, người trỗi dậy, và trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi mà để nó nằm trong lòng mình, rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi. Sáng sớm, tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết. Nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ càng, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ." Người đàn bà kia trả lời rằng: "Không phải vậy, vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai mày." Song đàn bà này nói: "Không phải vậy đâu, đứa chết là con trai mày, còn đứa sống là con trai tao." Hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua. Vua bèn phán rằng: "Người này nói đứa còn sống là con trai tao và đứa chết là con trai mày. Người kia nói không phải vậy đâu, song con trai mày ấy là đứa chết và con trai tao ấy là đứa sống." Vua bèn tiếp rằng: "Vậy hãy đem cho ta một cây gươm." Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán: "Hãy chia đứa trẻ sống làm hai, phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia." Nhưng mẹ của đứa trẻ sống vì gan ruột cảm động thương yêu con mình,
bèn tâu với vua rằng: Ôi chúa tôi, xin hãy cho người kia con trẻ sống chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng: Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mày, hãy chia nó đi. Bây giờ vua cất tiếng phán rằng: Hãy cho người này đứa trẻ sống, chớ giết nó, ấy là mẹ nó. Cả Israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng xử đoán công bình. Chương 4. Vua Salomon trị vì trên cả Israel. Này là các triều thần của người: Asaria, con trai thầy tế lễ Sa-đốc, Eliorep và Ahiya, con trai của Shisha làm ký lục, Jehoshaphat, con trai Ahilud làm thủ bộ, Benaya, con trai Jehoiada làm tổng binh, Sa-đốc và Abiatha làm thầy tế lễ, Asaria, con trai Nathan làm đầu các quan lại, Sa-bút, con trai Nathan làm tể tướng và là bạn của vua, Ahisha làm quan cai cung điện và Adoniram, con trai Abda, coi việc cống thuế. Salomon có 12 người làm đầu quan lại cai trị cả Israel để cung cấp lương thực cho vua và cho nhà vua. Mỗi người trong một năm phải cung cấp một tháng. Này là các tên họ: con trai Hurơ coi về trong núi Ephraim, con trai Đê-kê coi về Ma-cát, Sa-an-bim, Bết-sê-mết và Elon của Bết-ha-nan, con trai Hê-sết coi về Arubot, người coi luôn Sô-cô và cả xứ Hê-phe, con trai Abinadab coi cả đồng cao Đô-rơ, Ta-phát, con gái Salomon là vợ người, Ba-ana, con trai Ahilud, coi Tha-anát, Megiddo và cả xứ Bết-she-an ở gần Sạc-hang dưới Gít-re-en, từ Bết-e-sang cho đến A-bên-me-hô-la và cho đến khỏi bên kia dốc Mê-am. Con trai Gê-be ở tại Ra-mốt của Ga-la-át, người coi thôn Giai-rơ ở trong Ga-la-át. Giai-rơ là con trai của Ma-na-xe. Người cũng cai trị miền Ạc-gốp trong Ba-sang, 60 thành lớn có tường thành và then cửa đồng. Ahinadab, con trai Ido ở tại Mahanaim. Ahimat trong địa phận Nephtali. Người cũng cưới một con gái của Salomon làm vợ tên là Bát-mát. Ba-ana, con trai Hushai ở trong xứ A-xe và A-lốt. Jehoshaphat, con trai Pharuác coi về Isaka. Shimei, con trai Ela coi về Benjamin. Gê-be, con trai Uri coi về xứ Ga-la-át. Thuở xưa vốn là xứ của Sihon, vua dân Amorit, và của Óc, vua Ba-sang. Chỉ có một mình người làm đầu quan lại coi về cả miền này. Dân Giu-đa và Israel đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi. Salomon cai trị trên các nước từ sông Cái cho đến xứ Philippines cho đến ranh Egypto. Các nước ấy đều tiến cống và phục Salomon trọn đời người. Lương thực của nhà Salomon cần dùng trong mỗi ngày là 30 cô rơ bột miếng lọc và 60 cô rơ bột miếng thường, 10 con bò mập, 20 con bò nơi đồng cỏ và 100 con chiên, không kể nai đực, hoàng dương, cà tông và vịt gà nuôi mập. Vả lại, Salomon cai trị trên các xứ ở bên này sông, trên các vua của mấy xứ đó, từ Tiếp Sắc cho đến Gaza, và người hòa hảo với các dân ở bốn phía. Trọn đời vua Salomon trị vì, dân Giu-đa và Israel ăn ở yên ổn vô sự từ Đan cho đến Be-e-sê-ba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Salomon có 4 vạn tàu để ngựa gác xe và 1 vạn 2 ngàn lính kỵ. Các người làm đầu quan lại mỗi người một tháng lo sắm sửa đồ cần dùng cho vua Salomon và cho hết thảy những người được nhận tiếp nơi bàn vua, chẳng thiếu chi hết. Họ theo phiên mình, mỗi người sắm sửa đem đến nơi vua ở lúa mạch và rơm cho ngựa dùng để kéo và để cởi.
Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển. Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương Đông và sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô. Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ê-thang người Ê-ra-hít, hơn Hê-man, Canh-côn và Đạt-đa là các con trai Ma-hôn. Danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh. Người nói 3.000 câu châm ngôn và làm 1.000 năm bài thơ. Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Liban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách. Người cũng có luận về loài vật, chim, loài côn trùng và cá. Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người đều sai sứ đến. Chương 5. Hiram, vua Tyre, hay Sa-lô-môn đã được sức dầu làm vua đặng kế vị cha người, bèn sai tôi tớ mình đến cùng người, vì Hiram vẫn yêu mến David luôn. Sa-lô-môn sai sứ nói với Hiram rằng: Vua biết rằng David thân phụ tôi, không cất được một cái đền cho danh Jehovah Đức Chúa Trời người, vì cớ chinh chiến thù nghịch vây tứ phía người, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đã khiến chúng nó phục dưới chân người. Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi bình yên tứ phía, chẳng còn cừu địch, chẳng còn tai họa. Vậy, tôi tính cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, theo như Đức Giê-hô-va đã phán cùng David cha tôi mà rằng: Con trai ngươi mà ta sẽ khiến ngồi trên ngai ngươi kế vị ngươi, sẽ cất một cái đền cho danh ta. Vậy bây giờ, xin vua hãy truyền cho đầy tớ của vua đốn cho tôi cây bá hương trên núi Liban. Tôi cũng sẽ truyền cho các đầy tớ tôi, giúp đỡ các đầy tớ vua, và tôi sẽ phát cho vua công giá của họ, tùy theo vua sẽ định. Vì vua biết rằng, chẳng ai trong chúng ta thạo đốn gỗ như dân Sidon. Khi Hiram nghe lời của Sa-lô-môn thì mừng lắm mà rằng: Ngày nay, đáng khen ngợi thay Đức Giê-hô-va, vì đã ban cho David một con trai khôn ngoan để trị vì dân sự lớn này. Hiram bèn sai sứ đáp lời cho Sa-lô-môn rằng: Tôi đã nghe được lời vua sai nói với tôi. Mọi điều vua ước ao về gỗ bá hương và gỗ tòng thì tôi sẽ làm hết. Các đầy tớ tôi sẽ kéo gỗ ấy từ Liban đến biển, đóng bè thả biển cho đến nơi vua sẽ chỉ cho. Ở đó tôi sẽ xả nó ra và vua sẽ nhận lấy đem đi. Còn vua sẽ làm cho thỏa ý tôi mà cấp lương thực cho nhà tôi. Vậy Hiram cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương và gỗ tòng bao nhiêu tùy người muốn. Còn Sa-lô-môn cấp cho Hiram 2 vạn cô rơ lúa mạch dùng làm lương thực cho nhà người và 20 cô rơ dầu rất trong. Đó là số Sa-lô-môn cấp cho Hiram mỗi năm. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Sa-lô-môn y như Ngài đã hứa với người. Hiram và Sa-lô-môn hòa nhau và lập giao ước với nhau. Vua Sa-lô-môn chiêu mộ trong cả Israel những người làm sâu, số là 3 vạn người, sai họ đi đến Liban, thay phiên mỗi tháng 10.000 người. Họ ở 1 tháng tại Liban và 2 tháng nơi nhà mình. Adoniram quản xuất người làm sâu. Sa-lô-môn còn có 7 vạn người khiêng gánh và 8 vạn người đẽo đá trong núi, không kể những đốc công, số là 3.300 người mà Sa-lô-môn đã đặt coi sóc công việc và sai khiến dân làm việc. Vua truyền họ lấy đá lớn, đá quý giá mà đẽo đi, đặng dùng làm nền của đền thờ. Các thợ của Sa-lô-môn và của Hiram với người Gibelit đẽo đá và dọn cây cùng đá đặng cất đền. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài,
mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.